đấy con này. Đỏ chưa? Đỏ chưa? Đấy. Đây. Ui, quả cà chua chín quá rồi. Nhiều quả lắm Nhi ơi. Đẹp quá nhỉ. Đây này con này. Đấy. Chín. Đấy, đấy, đây này con đấy. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Cà chua ra đó. À, đúng rồi. Nhi ở đây với bà để mẹ đi hái cà chua nhá. Ôi. Chưa. Cà chua ngon lắm mẹ ơi. À, Nhi ơi, mẹ vào cho Nhi quả nhá. Ngọt à? Không ngọt không con? Ngọt lắm mẹ. Đây rồi, bà vứt được quả này chín lắm rồi, cho Nhi này. Đây. Mâm nhá, cho Nhi mâm nhá. Này. Đấy. Đây của con. Đấy con mâm đi. Đúng rồi, ngon quá. Ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ. Rồi, bà bóc quả nhé. Cho con ăn nhé. Ngon lắm nhỉ. Con đi cứ với bà đi nào. Vào đây hái ở đây nữa nhá. Hái được. Đúng rồi. Hái được. Đúng rồi. Hái được. Ừ, để đây trong bà hái cho con nhá. Bà hái cho anh. Ừ. Bơi. Bà đậu đấy. Ừ, để bà hái con. Con ứng yên với bà nhá. Đứng nguyên. Ừ, đứng nguyên, đứng nguyên. Nguyên. Đứng nguyên. Ố, chơi đâu? Để ra ra. Đứng nguyên bấy. Mẹ đi. Ôi. Nhi ơi, đi sang đây mẹ phải cho con xem nhiều cà chua lắm. Nhiều cà chua lắm. Ôi trời ơi, nhiều cà chua đẹp lắm nhỉ. Đi hái cà chua nhá. Đấy, xem đâu có quả chín nào. Đấy, nhìn vào cho mẹ nhá. À, giỏi quá. Giỏi quá, mẹ cảm ơn nhá. À đây, thế con thả cho mẹ nào. Giỏi quá. Để nhẹ nhàng thôi nào.
Con đặt nhẹ nhàng như này thôi nhá. Đặt nhẹ này, nhẹ này. Đặt nhẹ này nhá. Thế con đặt nhẹ xuống cho mẹ nào. Nhẹ nhàng nào. Như thế nào nhẹ nhàng nào? Đặt nhẹ nhàng cho mẹ nhá. Ê, cắt cho mẹ nhá Nhi ơi. Mẹ ơi, của con đầy rồi. Con ơi, của mẹ đầy rồi. Về thôi con ơi. Dạ vâng ạ. Về đi con ơi. Dạ vâng. Đi, đi về đi Nhi ơi. Về đi rồi. Về đi thôi. Con hộ mẹ. Có nặng không mẹ? Nặng đấy con. Đây. Từ từ mẹ. Đây con này. Rồi cùng con. Được mẹ. Nặng quá đấy. Rồi. Cắt nhiều những quả này thôi. Bà mua cà chua đi bà ơi. Bao nhiêu đấy? 15.000 bà chua rẻ lại. 15.000 ạ. Ngon đấy, em nhặt cho bà quả ngon. Thì cũng ngon.
rồi bà? 18.000. 18.000 đó, cũng 2.000 đó. 10.000 mà. 10.000. Vậy là 10.000 bà đưa cháu 8.000, còn 2.000 nữa. Thiếu 2.000 nữa bà. Còn 2.000 nữa. 2.000 nữa. 2.000 nữa. Đó. 10.000 bà mới đưa cho con 8.000 thôi. Nó chỉ thiếu một hoa thôi là chỗ này ba quả này 19.000 quá. Lấy hai cân bé đi bạn. Hai cân bé. Quả bé bà lấy quả rồi thôi. Có cái gì mua được không? Thôi học mới bánh đi bạn cũng vào phải có 3-4-5.000
túi rồi này. À, đi đưa bà quán cho con. Quán mồm nào. Hai ba quán mồm nào. Ngoài ra đó. Ừ.
nhá. Hết rồi mà.
Mẹ nhìn, mẹ nhìn em chưa? Mẹ đi xem chưa? Ôi, bố bé con gái nhá. Ôi, vô. Yêu lắm kìa. Nhớ bố không? Chào bố. Yêu bố đi, con yêu bố đi. Ơi. Ở nhà đi để em cầm đồ cho. Các bạn đi con. Mẹ khỏe không? Mẹ vẫn khỏe mà. Đấy, nhà bố về thích nhá. Con gái ở nhà có ngoan không? Có. Con có ngoan không? Anh uống cốc nước. Anh xin. Em ngồi đây. Mẹ uống nước đi. Con uống. Con gái uống nước không? Anh được nghỉ mà về đột xuất thế này. Anh được nghỉ Tết dương lịch. Nghỉ mấy hôm? Bố về chơi với Nhi mấy hôm rồi. Con có thích không? À, có thích nhỉ. À, anh có quà cho cả nhà đấy. À, bố lấy quà cho con gái nhá. Sao đây mẹ bế để bố lấy quà cho con nhá. Đây, con sáng mẹ nào, bố lấy quà nhá. Ai, bố mua quà gì cho Nhi nhá. Bố mua quà cho con gái này. Đẹp thế nhỉ. Ai, con gấu đẹp quá. Ê, con có thích không? Con xin. Má Hồng trời đấy. Trời ơi, em gấu xinh thế. Trời ơi, yêu thế nhỉ. Trời ơi, em gấu xinh thế. À, mẹ không được sờ vào gấu của em. Con à, mua cho mẹ cái áo này. Mẹ xin. Bà nội mặc thử áo nào. Xinh quá. Mẹ mặc thử nhá. Đây, bà mặc thử áo gì ơi. À, bố Nhi mua cho anh này. Ý, bà nội cao mới này. À, bố. Đẹp không con? Có vừa không mẹ? Vừa con. Đẹp lắm mẹ. Mua nhỉ? Đẹp quá. Bố mua. Bố mua đấy. Còn đây là lương của anh. Em cầm lấy nhá, chi tiêu nhá. Vâng. Anh có giữ lại một ít để chi tiêu không? Anh có rồi, không cần đâu. Dạ vâng. Anh ngồi nghỉ đi, em đi nấu cơm với anh ăn nhé. Bố mua sữa cho Nhi này. Bố mua sữa đây. Bố mua sữa cho con này. Con xin đi, con xin. Con ạ, bố đi. Con ạ đi. Đây nữa này. Con ạ đi. Đây. Ôi giời, nhiều quá anh nhỉ. À bố đi, à bố chưa? À bố. À bố, đúng rồi. Đây. Nhiều quá anh nhỉ. Con gái ở đây với bà nhá. Thì bố đi cất cái tên nước lại nhá. Vâng.
Ừ, bố cần cái tét nước xong bố vào với con nhá. Ừ. Gì đấy? Con có gì đấy? Cà chua. Ngon thế nhỉ? Anh rửa tay thôi, hộ em nhé. Thái thịt này, ăn thịt này. Nấu cơm cho Nhi ăn nhá. Nghe được rồi em nhỉ? Dạ vâng ạ. Bây giờ là giá này. Thank you.
Quả bưởi. Quả bưởi. Đúng rồi, quả bưởi đâu? Quả bưởi đây. Đúng rồi. Quả quá. Bốn miếng. Ngon quá. Đi ăn cơm thôi. Cơm xong rồi. Cơm xong rồi, ăn đi. Hai bố con ăn cơm nào. Mẹ ơi, con hai mẹ ăn cơm ạ. Đi thôi. Con gái ngồi đây nhé. Cơm thôi. Con gái ngồi đây nhé. À bố ngồi với con nhé. Ngồi đây nhé. Ngồi với bố nhé. Ha chỗ mẹ. Mẹ đi con cho Nhi ăn nhé. Mẹ. Vâng. Con mời mẹ ăn cơm. À đây mẹ lấy cho Nhi nhá. Nhi lấy rau cho. Ôi là Nhi gắp rau cho. Con mời mẹ ăn cơm, em ăn cơm nhá. Các con mẹ mời con gái nhá. Ba mời Nhi ăn cơm nhá. Cơm à? Em gắp cho mình miếng nào. Anh xin. Con mời mẹ ăn cơm nhá. Các con ăn đi nhá. Dạ vâng ạ. Rồi. Mẹ gắp cho Nhi nhá. Con nhá. Giỏi quá. Món này ngon nhỉ? Giỏi quá. Con ăn cơm đi con. Giỏi quá. Em xin nhé. Mẹ ăn đi mẹ. Con cơm đi. Nhi ăn nào. Mẹ xin. Con gái ăn gì nào. À nào bố bón cho con miếng nào. Giỏi quá. À đây bố bón cho con miếng nào. Giỏi nào, nào con giỏi nào. Ba. À đây bố bón cho con một miếng. Ba. Nhi giỏi, Nhi giỏi, Nhi giỏi nào. Ừ. Ôi giỏi, giỏi, giỏi quá. Giỏi quá. À, nhưng ngồi đấy bà này để bà bó cơm này. Để cho bố đi. Được rồi. Bố. À không. Thế con ngồi đây nhá để bà bón cơm cho con nhá. Ra đây bà bón cơm cho em nè. Rồi. Con gái ơi. À, ra đây ngồi ăn cơm với bố con. Úi giời, giỏi quá. Úi giời. Thế rồi bà Còng đi đâu đây? Bà Còng đi đâu ấy? Bà Còng đi đâu đây?
bố bón cho bà Cồng một miếng nha. Ui, giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi thế nhỉ. Cho con về đây nào. Mà ăn cơm đi, mẹ ăn đi. Các con em nhá. Món này ngon quá. Bà Cồng rồi. Bà Cồng. Anh ăn nhiều vào nhá. Ngon lắm. Con gái ơi. Dạ. Con gái ăn cơm nào. À đâu đi, bà về đây bà bấm cho. Bà bấm nhé, bấm cho con nhé. Mẹ ăn cơm rồi đi. Mẹ no rồi, các con ăn đi. Ừ, ngó mày. Em ăn cơm rồi nhá. Ngó rồi. Dọn đi. Rồi dọn nhá. Nào, thế dâu tây ăn nữa không? Dâu tây con cơm nữa không? À đưa túi vào đây bà xem túi đi. Rửa bát cùng em nhé. Vâng, tay luôn. Bà nấu con nát. Em rửa đây này. Con gái à. Con gái. Đi lên với bà nhé. Để cho bố con rửa bát nhé. Rửa bát. Đúng rồi. Thì hẳn á, em cũng chưa biết ở đâu, đây phải phụ thuộc vào công việc. Nhưng mà công việc xong rồi mới được, mới nghỉ được. Đây được. Em như vắng thì không có anh, nhiều việc thì hai mẹ con không làm được. Thôi cố gắng em ạ, em làm một thời gian xong rồi đóng vào công việc thì anh sẽ về với em. Nhé. Về con giống ba, cả nhà ta cùng đi. Đấy, cho bố ạ. Con đang ăn gì đấy? Ăn bánh quýt. Hôm nay em bán cái gì ấy? Hôm nay em đi lấy táo để bán. Thế để anh đi cùng với. Thôi không cần đâu, em với mẹ đi cũng được rồi. Anh mới về anh nghỉ ngơi đi. Nếu mà rảnh thì anh lắp cho em cái tách nước nhé. À ừ nhỉ, cái nước nhỉ. Vâng. Ừ, thế anh nghỉ ngơi anh lắp cái nước nhé. Nào, đi đi chợ với bà nào. À, bà bé đi đi chợ với bà nhá. Ê. Bà bay bố đi. Bay. Bố nha. Ở nhà nhá. Ở nhà đi cẩn thận nhá. Bay. Bay đi. Bay con gái nhá. Ngon quá nhỉ. Mẹ Johnny này. Nhân táo không? Tay em đâu?
À, ừ. Có rồi à? Con ăn đi. Ngon rồi mẹ nhỉ? Dạ, táo nha con nha. Thế mẹ có nhiều quả chưa? Mẹ ơi, đầy rồi mẹ ơi. Đi về thôi. Đầy rồi mẹ. Ừ, đầy rồi con. Vâng. Đầy rồi, mẹ cho bớt sang đây cho con này. Con định cho. Được.
sao? Quá không con? Dạ được mẹ. Này, ba. Ôi, cố lên, cố mẹ nhé. Nặng lắm không mẹ? Nặng. Đi mẹ ơi. Đi con. Đi vào. Cô này có bảo tí nha, họ ngồi ngày nào họ ngồi được ngồi trên này. Mấy là bảo nó ăn rồi nên vẫn còn bảo đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em tờ 2 tờ 10.000 đấy nhá. Có 2 tờ 10.000 không? Bà kia mua rau, bà kia lại không có. Đành lấy lên đấy. Ngon lắm bà. Lấy cho thằng ngon thật. Thằng con trai tối nó đi hẹn con rể đi hẹn lộ vậy. Ừ, mới. Thôi thì nên là cái thứ quan gì à? Cảm ơn. Thằng ngọt hơn cái cây này. Tôm đấy. Ờ. Tính ra đánh quầy đấy. Đi đây, từ để có ai đây nhỉ? Bà già. Trả lại tiền cho bà chưa con? Con trả rồi. Ngon. Tiền đấy hả?
nó ba nó rất là thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không? Đi chợ vui lắm. Để cho bố nghe. Chết đi chứ. Mẹ có mệt lắm không? Mẹ không mệt đâu cả. Em có mệt không? Em không, anh đang làm gì đấy? Em với mẹ nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm cho mọi người ăn nhé. Mẹ em đi mua áo hộ anh nhé. Thế đây ra bà để cho bố nấu cơm nha. Nào, bà bé Nhi đi thay quần áo nha. Hai bà cháu mình đi thay quần áo thôi nha. Rồi. Ừ, anh là xào su su mà. Anh mệt thì em nghỉ đi. Có món canh khuấy đậu nhé. Thank you.
ngủ rồi. Chợ vui rồi. Đúng rồi, thế hôm nay con đi chợ có ngoan không? Hả? Con đi chợ về có ngoan không? Hay không. Trong chóng bố làm. Bố làm. Bố làm cho Nhi đấy. Bố làm đi đấy. Đúng rồi. Đi tắm đi. Bà đi tắm cho con nhá. Bà đi tắm cho con nhá. Con đi tắm nhá. Thơm quá. Thơm gió món gì đấy? Thơm gió. Cơm nhé. Vâng. Con mời mẹ ra ăn cơm ạ. Ừ. Ăn cơm đi con gái ơi. Con mời mẹ ra ăn cơm ạ. Ừ. Cơm đây rồi. Ăn cơm đây rồi. Ăn cơm rồi. Đấy, con ngồi đây nha để bà. Em ngồi đây. Ăn cơm rồi. Ừ. Để anh xấy cơm cho. Xấy cơm. Xấy cơm. Xấy cơm mầm mầm. Hiểu con đây nhé. Con xin. Mầm mầm nhá. Ba ba ba. Cơm của em. Vâng, em xin nhé. Con gái ơi, bắt cơm của con này. Con ạ bố con chưa? Con xin bố. Ạ bố nào. Nào con cầm thiệt đi. Giỏi lắm. Mẹ lấy thịt cho con nhá. Con mời mẹ ăn cơm. Mẹ lấy cơm đi. Em ăn cơm đi. Lấy thịt cho con gái nhá. Con mời mẹ ăn cơm. Các con ăn cơm đi. Bà mời Nhi ăn cơm nhá. Bố mời Nhi. Con ăn đi. Ba. Mẹ ăn nhiều rồi. Ba. Các con ăn cơm đi. Dạ vâng. Ba. Mình ăn đi. Ừ, anh xin. Món này thôi để anh gắp cho em một miếng. Em xem miếng như nào nào. Dạ. Bố ơi. Một cái bóng. Không. Không đó. Mềm, ngon quá. Nấu lắm rồi, em vừa ăn món anh nấu ngon này. Mai lại nấu cho em ăn thêm nhá. Bố đang ăn gì đấy? Bố đang ăn cơm. Bố đang ăn cơm. Bố ăn cơm nhé. Bố ngồi đây không ạ? Vâng. Lấy cho mẹ mùi canh chuối đậu ốc. Mẹ ăn đi. Các con ăn đi. Dạ. Em ăn nhé. Một chuyện. Mẹ ăn nhé. Mẹ toàn món ngon. Canh ốc này ngon lắm. Mẹ ăn nhiều vào. Các con ăn đi.
Con ăn cơm nhá. Ừ. Sang bà bón nhá. À thì bố bố cho con. Bố hai tay. Vâng, bố bón cho nhìn nhá. Giỏi quá. Mẹ ăn nhiều vào nhé. Ừ, các con ăn. Ui, gái về đây ăn đi. Ngon lắm con ơi. Thế nào? Em đi nhà đi. Em rửa được rồi. Em muốn ngồi đây với em một tí. Em cứ làm đi. Hôm nay anh chỉ nhiều. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Chăm sóc cho mẹ với cả con nhé. Em đi xuống đi. Anh chỉ định nghỉ mấy hôm nữa. Chúc chừng nào anh lại về. Chắc là phải Tết anh ấy về. Tết anh chụp nói rồi xuống. Ngồi xuống cho con nha. Đây, con bóc như này này. Đó. Đấy. Đấy. Con bóc đi. Đúng rồi. Đáng rồi, ra nhiều thế nhỉ. Đấy, xong con lại bóc. Đấy. Rồi, con bóc đi. Bài đây. Đấy, con bóc đi. Đây. Đấy, con bóc đi. Giỏi quá nhỉ, Nhi giỏi thế nhỉ. Con gà bóc ngô à? Vâng. Dạ, bố bảo. Ngô cho gà. Dạ, con. Con mang này cho bố này, ngon bếp này. Mang xuống cho bố nha.
Nào, con đi đi. Đi xuống đây cho bố làm cho bếp nha. Ôi trời ơi, con gái giỏi quá. Cho bố chim nha. Để bố nhóm bếp nha. À, thế con đi bẻng té ngô cho mẹ nhá. Té cho mẹ. Đúng rồi, giỏi lắm. Ngã con. Cứ bón cho bà nhỉ. Chào cô đi. Ê, con gà. Con gà. Cái cặp. Cái cặp. Con chim đâu? Con chim đi. Đúng rồi, giỏi quá. Quả bóng đâu? Quả bóng đâu rồi? À, quả bóng đấy à? Giỏi quá. Con cá đâu? Cá chết đi. Đúng rồi. Con dê cá đâu? Dê. À, con dê đúng rồi. Cá đâu con? Cá. À, đúng rồi. Con dê đâu? Đây đây đây. Ngon quá nhỉ anh nhỉ?
Ngon lắm. Con mẹ ra sáng ạ. Ừ. Sáng đi con gái ơi. Ừ, đi ra mâm sáng thôi. Nào, bà đi con gái ăn nha. Sáng đi em. Rồi ấy. À, bà lấy, bà lấy. Xong rồi. Bộ lâu ngon quá. Mẹ ơi. Đây, của con đây. Đúng chưa? Không rồi mẹ. Ba. Mẹ ơi, ngồi con đây con. Ăn giỏi nhá. Em ăn đi. Vâng, em xin. Đấy. Con mời mẹ ăn sáng nhá. Ừ. Em mời ăn sáng. Các con ăn đi. Con mời mẹ ăn sáng nhá. Con ăn đi nào. Các con ăn. Vâng, con mời mẹ. Em mời. Con ăn đi nào. À, con ăn thịt à? Nhi giỏi nè. À Nhi giỏi này. À à. Ố giờ bà bón cho con nha. Ố giỏi nó, giỏi nó. Mẹ ăn nhiều nhá. Con gái ăn đi con gái ơi. Con ăn sáng no đi. Đấy. No lắm rồi, em dọn. Ờ các con ăn. Nào Nhi ơi, ra đây bà bón cho con nào. Nhi lên mẹ bà bón nào. Con lên đây mẹ bón nào. À thì bố đi, bố các. Ê, bà bón cho con nha, ngon quá. Úi giời ơi. Úi giời ơi, ngon thế. Ngon không? Con về đây, không ra đấy là nhèm đấy. Đây. Ngon, đúng rồi, giỏi thế. Hôm nay con phải quay lại nhà máy để làm việc rồi. Mẹ cố gắng là ở đây thêm một thời gian nữa. Ồ, vợ con trông con bé để cho vợ con làm việc nhé. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, xong rồi là thỉnh thoảng thì liên lạc về cho bố để bố con yên tâm. Thế con mai hôm nay con phải đi xuống cơ quan này, con cứ yên tâm đi xuống đấy để làm việc. Mẹ sẽ vẫn ở đây để cùng với mẹ con Nhi để phụ cho mẹ con nó nhé. Mẹ làm được việc gì thì làm, nhưng mà cũng cho khả năng thôi, không phải cố quá nhé. Làm phải giữ sức khỏe. Con cứ yên tâm. Bố làm việc đi nhá, sang cho bố yêu con thật quý nhá. Bố yêu nhà, để bố đi làm nhá. Bố đi làm nhá. Bố làm việc. Ôi, con xin phép mẹ nhá. Đây con đi yên tâm mà làm việc nhá.
Con gái bố ở nhà ngoan nhá. Yêu bố đi, con yêu bố nha. Con gái ở nhà ngoan nhá. Cẩn thận bà nhá. Đi ra bà. Bài bố nhá. Con bài bố. Làm Tết bố về với con nhá. Bài bố, con bài bố mà. Bài bố đi. Ôi, nhà bài bố nhà. Bài bố. Nha. Đi nhá. Vâng. Con bài, con gái con nhá. Bài bố. Con gái nhá. À, bài bố nè. Con bài bố nè. Bài bố đi máu. Bài bố nha. Tết bố về với em nha. Cũng một quà cho Nhi nha. Hai nha. Hai. Đi cẩn thận nhá. Đi 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 thôi mẹ ơi. Ờ đi. À, đi đi nha. Đi làm nha. Đi chậm thôi nha. Đi chậm thôi. Đi chậm đi nào. Ngon quá nha. Ôi. Đây để mẹ hái rau nhá. Hái rau. Mẹ hái rau đây này. Hái như hái này. Hái. Mẹ mượn một tí nhá. Dạ, bỏ đi. Vâng. Bỏ đi. Thế con hái cho mẹ nè. Con hái cái này nào. Con hái đi. Giỏi lắm. Đưa con. À đây con.
rau cho bà nhá. Ba ơi. Đây rồi con ơi, về đi. Đi mâm mâm à? Mâm nếp nè. Đây rồi. Được không con? Được rồi mẹ. Được chưa mẹ? Được rồi con. Đây. Vâng, con xin. Có nặng không mẹ? Không được con cứ đi. Để đây cho bà. Nào để đây cho bà bán nhá. Cho mẹ nhờ tí nhá. Cho mẹ bán hàng nhá. Mẹ ăn. Ai đi rồi. Đấy đâu có con to đâu mà. Xào ngon hơn, xào ngon hơn, hoặc là đúng cái tô.
con của bác mách mẹo bây giờ ấy. Đây là cái gì bảo. Thôi lấy đấy bác đấy thôi. Cháu cũng làm canh đấy.
Bà để mẹ đi lấy chuối cho gà nhé. À, mẹ đi lấy chuối cho gà nhé. Con bay cho gà nhé. Con này chuối vậy à?
Thôi đi về cho mẹ. Con đi hái nấm nhé mẹ nhá. Ừ, con đi hái đi. Ai đâu? Thôi con cho con cún ngủ đi, để mẹ vào trong vừa vào vườn ngô rậm lắm. Vâng, thế mẹ hỏi con nhé.
xong rồi con về đây con ơi. Được rồi con, đi đi. Ông mẹ mới cháu. Đây là này.
lên cho bà. Ăn được sao hết? Thôi. Bà mua không? Con mua cho. Không.
bó này lấy đi. Hoan ơi. Dạ. Bó này ăn lẩu đi. Không không. Ăn lẩu bằng cái đâu này mà. Về á? Không còn thiếu mẹ à? Bà đi cầm cái hai mớ đi may bằng cầm đi bà Thảo ăn nhé. Thảo ăn. Đúng rồi.
Mẹ nấu cơm cho Nhi ăn nhé. Nhà trồng như thế. Bà vô. Con để đấy cho bà nhé. Để bà. Vâng. Để đâu anh? Anh lại dán trắng. Bà đâu? Mẹ ơi, mua đây rồi. Lấy thêm một cái nữa à? Đâu? Mẹ xin. À, mẹ xin nhá. Đi giỏi thế nhỉ? Đi giỏi quá. Mua đây kia. Con hết đống củ đi. Mẹ xin. Mẹ xin nhá. Mẹ nấu cơm. Ông cắt cắt cắt. Con nhà cháu cho bà nhé. Dạ rồi bà ơi. Vâng. Cho bà. Nhà cháu bà nhé. Dạ rồi bà. Bố. Má măm. Vâng, má măm. Má măm. Bà đi rồi. Mẹ đau chân. Mẹ đau chân. Mẹ
để rau cho bà đi. Nhi ơi, để rau cho bà nhé. Đi ăn cơm thôi. Của bà đây nhá. Dạ. Ừ, rồi. Ngon quá. Con mời mẹ ăn cơm. Con ăn cơm. Mẹ mời Nhi nhá. Ừ. Bà mời con nhá. Mời con cơm nhá. Con đi con. Mẹ đợi chị. Ừ. Tụi mình ngon lắm rồi. Vâng. Không ăn cho mẹ miếng nào. Con ăn hộ mẹ. Mẹ ăn nhiều vào. Rồi, anh ăn nửa. Mẹ ăn nhiều cho no nhé. Con gái ơi, con dùng thìa chứ. Thìa của con đâu nhỉ? Cá rồi. Con mẹ lấy cá cho con nhá. Đây. Đây.
đi rồi, mẹ lấy cá cho Nhi nhá. Dạ dạ. Đây không có xương này. Nhi ăn đi. Nhỏ dạ. Quá. Giỏi quá. Đây cá con Nhi này. Một con đây, con ăn đi. Ngon quá. Con ăn đi. Mẹ ăn nhiều rồi mẹ. Con ăn đi. Ui, Nhi làm vỡ bát rồi nè. Mẹ cất nha, mẹ lấy bát mới cho Nhi nha. Mẹ lấy cơm cho Nhi nha. Không được làm vỡ bát của mẹ nữa nha. Vỡ bát rồi. Mẹ đây để cháu để con trèo lên con hái. Con ra đứng đây nhá. Ở đây bà, để cho mẹ đi mẹ hái quýt. Để ra bà nhá. Đây bà, mẹ đi lấy quả cho con nhá. Để bà lấy, để mẹ lấy quả trên cây. Con đứng lên xem nhá. Xem mẹ hái quả nhá. Đấy, hai quả trên cây này này. Treo. Mẹ treo cây, bẻ quả cho Nhi nha. Con có treo không? Có treo. À, có treo á. Rồi. Con. Này, của con. Nhé. Sắn cái áo ấy. Dạ đâu. Ba bông à. Bà hai vui. Mẹ trèo. Dạ trèo. Lấy quả. Dạ. Lấy quả. Bóc cho con. Mẹ ơi, đỡ hộ con với. Đợi mẹ tí. Con cầm vào cho con với. Con để con đổ quẩy tấu nha. Bỏ gì trong rồi. Đây cô bà,
Cho. À cờ đúng rồi. Mẹ ơi, hộ con với ạ. Ôi. Đây rồi. Đây rồi. Như đổ cho mẹ nhá. Con đứng đây để bà đổ nhá. Đổ cho mẹ. Cho bà là... để bà đổ vào đây nhá. Bà bỏ. Bà. Mẹ ở đâu con với? Con ơi xuống đi, đầy hai gùi rồi. Vâng ạ. Nặng lắm con. Ôi giời. Đấy. Đây. Đây. Có được không mẹ? Giờ đi vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để đi.
Ăn một miếng mỗi người. Hả? Một quýt đi chị ơi. Mày hết biết không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tới một tuần. Mấy cái lấm này à? Thế không? Chắc là cái mịt lấm ấy bỏ được rồi. Hết rồi. Xong rồi lại. Ngủ dậy rồi á. Ngủ dậy rồi á. Cái gì có con gì đây? Con gì đây? Cái gì đây? Đây là con mèo à? Ừ. Phải con mèo không? Thank you.
đúng giờ, giỏi lắm. Để bà bắt gà, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé. Đây bà ơi, xuống đây với Nhi nào. Tôi đi đâu? Đúng rồi. Tôi đi đâu? Cho con nhá. Ngon lắm nhỉ. Con. Chú tát. Ừ. Đây. Tát. Đây cho Nhi đây nè. Của Nhi đây. Của Nhi. Của Nhi mà đi mà. Chú đấy. Ừ. Đây. Chú đi rồi. Đây của Nhi đây này. Bảo cho con. Ôi vất xuống dưới thế con. Đấy con ăn đi. Ừ, con ăn. Con ăn. Đây, mẹ mời con nhá. Để bà thổi cho.
Ăn cơm mẹ, thôi, mẹ ăn giò đi. Mẹ bò mẹ lấy cho con gái nhá. Con ăn đi nào. Giỏi quá, con gái ăn nhiều nhá. Con ăn nhiều con nào. Giỏi lắm nào. Ăn giỏi quá. Ngon quá con kìa. Mẹ bóc cho đâu. À mẹ bóc cho con. Mẹ bóc nè. À thôi rồi. Rơi rồi. Thôi rồi. Mẹ lấy miếng khác nha. Hết kìa. Ai giỏi quá. Ai nhìn giỏi quá. Bỏ ba. Bỏ ra. Để của con nhé. Kìa cho chặt. Đúng rồi, con gắp con ăn nhé. Ba. Giỏi quá. Ồ, bà bón cho em miếng nữa nào, giỏi nào. Hoan hô nào, hoan hô nào, giỏi quá, hoan hô. 2, 3, 2, 3, giỏi lắm, Nhi giỏi lắm đấy. Rơi rồi. Rơi rồi. Ôi, giỏi quá, hoan hô. Hoan hô.